đến Hàn Quốc. Ngoài về ẩm thực nè, về giải trí thì thật là thiếu sót nếu không nhắc đến phẫu thuật thẩm mỹ. Đất nước Hàn Quốc là một trong những đất nước có tỷ lệ phẫu thuật thẩm mỹ cao nhất trên thế giới. Và ngày hôm nay Đỗ Long sẽ có một trải nghiệm rất là thú vị và sẽ dắt mọi người đi tham quan một trong những bệnh viện rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc về phẫu thuật thẩm mỹ. Mọi người cùng theo chân Đỗ Long nha. Đỗ Long đang ở lobby của bệnh viện View. Bệnh viện View là một trong những bệnh viện rất là nổi tiếng về lồng ngực và về xương, nhất là xương hàm. Thì bây giờ mọi người đi cùng theo chân Đỗ Long đi tham quan một vòng tất cả các tầng của bệnh viện View nha. Những cái phòng tư vấn nhỏ, ngoài ra bên chị cũng có một cái phòng tư vấn dành cho khách VIP, khách VIP. Đây phòng tư vấn của mình cũng nhiều ha. Đúng rồi. Ở đây thì mình tất cả có các team luôn, bao gồm cả Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Russia là đội Nga ha, hoặc là đội Nhật, đội Mỹ đều có. Đây một phòng tư vấn nhỏ. Khi đến một cái bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ á, mọi người sẽ có cảm giác rất là hồi hộp, nhưng mà riêng ở bệnh viện này á, thì Đỗ Long cảm thấy không gian ở đây nó rất là gần gũi. Em thấy cảm thấy gần gũi mình, khi mà em nghĩ mà khách hàng đến thì người ta cũng có cảm giác yên tâm hơn. Đúng rồi. Đến một cái bệnh viện mà nó có những cái mùi mà gọi là mùi bệnh viện. Bệnh viện đúng không? Đúng rồi chị. Thì phòng VIP là mình dành riêng cho những người đặc biệt vào đây chị. Đa số là những cái khách nổi tiếng nha, những người tiếng, đa số là những cái bạn nói chung là nổi tiếng, có tên tuổi, đa số như là diễn viên, ca sĩ á, những người mà người ta muốn có sự riêng tư á, người ta không muốn tiết lộ cái phần người ta đến đây. Là cái tầng mà để tư vấn về bệnh ngực. Đúng rồi. Thì bác sĩ mà thành lập lên bệnh viện này là bác sĩ Jason Hoon, thì ông là có 20 năm kinh nghiệm về phẫu thuật rồi. Thì ông cũng là một bác sĩ tốt nghiệp đại học Jason Hoon, một trong những học top đầu ở Hàn Quốc. Dạ. Đây là phòng tư vấn ngực của mình. Dạ. Đây là các loại túi ngực hả chị? Đúng rồi, hiện nay thì như là khi tư vấn, bác sĩ sẽ cho khách hàng xem cái loại túi ngực nào đang sử dụng và phân tích cái sự khác nhau của các loại túi ngực. Bệnh viện này đặc biệt có một điều rất là hay, đó là khi mà bệnh nhân đến đây phẫu thuật thẩm mỹ thì có thể ở lại những lưu trú như là khách sạn, mọi người xem phòng VIP thì cũng ở đây có khoảng nhiêu phòng chị? 7 phòng nhé. 7 phòng như là phòng khách sạn này mọi người thấy không? Đó, khi mà bệnh nhân phẫu thuật thẩm mỹ xong thì sẽ ở lại. Máy mát sạch sẽ, một phòng hai người hả chị? Đúng là một phòng hai người. Thì trước phẫu thuật thì em sẽ được ở đây để chuẩn bị. Thì sau khi em chuẩn bị xong em lên phòng phẫu thuật, thì sau phẫu thuật xong em cũng nằm ở đây để tĩnh dưỡng khoảng vài tiếng rồi xuất viện. Còn đây TV là để coi. Đúng rồi, đúng là TV để bệnh nhân giải trí, để sau một tiếng phẫu thuật á, rất là quan trọng cái tĩnh dậy á, nằm đây coi TV. Rồi có mình có tất cả máy móc để đo. Rồi hiện tại. Mới giới thiệu hơn là cô Nam, trưởng phòng tư vấn về da của bên mình. Thì bây giờ đã cô bây giờ xem em đã mua dịch từ tài khoản xin hết rồi. Da đẹp quá ha. Đi mua là mua chùa. Bạn sẽ biết chị thôn. Bây giờ thì là chắc là cô Nam sẽ tư vấn về cái phần da mà cái phần trị liệu hôm nay của Long ha. Hôm nay thì Đỗ Long được đích thân cô viện trưởng chuyên viên tư vấn da, chăm sóc da cho Đỗ Long. Còn bình thường là những nhân viên bình thường là bây giờ thì Rob sẽ chuẩn bị gặp cô viện trưởng chuyên về da, đây sẽ làm laser cho Đỗ Long. Làm da căng bóng, đây là một cái điều trình mà rất là hot ở Hàn Quốc. Làm laser xong Đỗ Long sẽ được lắp mặt nạ. Lắp mặt nạ để làm dịu cái vết đỏ của mình xuống. Thực ra thì cũng không có đau đâu người. Cứ tiêm chích nhẹ xíu. Nãy này rất là mát. Sau khi thoa dưỡng chất lên và bây giờ đã đến bước kết thúc rồi mọi người. Bây giờ nhân viên chăm sóc da đang thoa kem chống nắng lên cho Đỗ Long. Đỗ Long vừa mới hoàn thành các gọi là cái liệu trình chăm sóc da rất là đặc biệt ở đây và cảm thấy làm xong rất là căng.
được comedy, được đi một vòng bệnh viện Viva, cảm thấy đây là một bệnh viện rất là to, và Đỗ Long cảm thấy là nếu mà ai mà muốn tư vấn về thẩm mỹ thì có thể đến đây, để mọi người chuyên viên ở đây có thể tư vấn cho mọi người các bước, hay là tư vấn rất là kỹ. Nên là sau này nếu như mà các bạn đến đây mình chỉ cần nói là hashtag là Đỗ Long thì lập tức sẽ nhận được 10% giảm giá ưu đãi cho mình. 10% cũng rất là nhiều đó nha mọi người, tại vì ở giá ở Hàn Quốc làm nói chung là những ông Việt Nam chút xíu mà nói về cái mức độ uy tín và cái hiệu quả thì chắc chắn sẽ cao hơn Việt Nam. Nhưng mà đến cứ nói hashtag Đỗ Long sẽ giảm giá 10%. Buổi chiều nay thì Đỗ Long sẽ nhắc định mọi người đến một cái tour của các người khác để mọi người có một cái nhìn khách quan hơn về phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc. Bye bye. Bye bye. 2000 years later. Rồi bây giờ Đỗ Long với Kelly sẽ đi vào bệnh viện ID. Kelly là một đúng, Kelly chưa sửa gì hết đúng không? Đúng, Kelly chưa sửa gì hết. Kelly là một trong những người đẹp là với mặt tự nhiên mà Kelly sẽ đi vào tư vấn có nên sửa cái gì để được đẹp hơn hay không. Đỗ Long nghĩ là em nên sửa tính trước khi sửa mặt. Ở đây có sửa tính luôn đúng không? ID là một bệnh viện rất là nổi tiếng và người Việt Nam mình biết đến bệnh viện này rất là nhiều. Đây là bác sĩ bệnh viện mình. Dạ đây là tất cả bác sĩ ở bệnh viện mình á. Thì bệnh viện còn mình là có phẫu thuật thẩm mỹ là khoảng 40 người. À 40 người có cả đi khoa. Dạ đúng rồi. Có nha khoa này, khoa da và kể cả phẫu thuật thẩm mỹ. Bên mình á, ID của bên mình thì nó ở bên Việt Nam cũng rất là nhiều. Nhưng mà cái ưu điểm nổi trội nhất của bên mình là phẫu thuật là cái gì vậy? Dạ mình có thể tự tin về phẫu thuật xương hàm mặt nhất luôn ha. Xương mặt là gọt hàm rồi bị hô dạ, móm rồi đúng không? Gọt hàm, tức là vui lai, gò má, tất cả hai hàm. Phần tư vấn có trưng bày về cái sản phẩm skin care và nhìn rất là đẹp, rất nhiều màu sắc. Bây giờ em muốn sửa cho đẹp hơn nữa. Tại vì á thật sự á là em cảm thấy là chưa đủ. Phải sửa liên tục hả? Phải liên tục sửa. Ở thời điểm của kia là một xin xin. Chị nói thường là người Việt Nam của mình thì người ta hay sửa mũi nhiều nhất. Dạ hả? Chị nói là em cần sửa lại mũi. Chết rồi em tức quá không thầy. Sửa mũi nhiều thôi nha. Ủa em hỏi cái mũi em có cần sửa không chị? Ý của người ta sẽ là... Trời ơi em tức anh kia. Không cần, không cần. 보통 이제 사진 찍었을 때 더 이쁘게 하기 위해서 사실은 목에 뼈도 많이 하고 아니면 피부도 많이 하고. 제가 보통 하기 위해서 스킨 좀 한번 내리면 너무 긴장 한다 내리면 다 해서 그냥 계속 나. 그럼 바로 제일 이런 분 많이 하시면. 그래도 chưa đủ nữa, 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 nổi trội nhất là gọt xương quai hàm đúng không? Tại vì bị hô, bị móm đúng không? Em có cần gọt em ví dụ như những người không? Em cho hỏi là những cái người mà có ngặn mự thì mà nhưng mà mình gọt hàm thì cái giá khoảng dao động khoảng bao nhiêu, vậy nếu mà sau khi mình gọt xong á thì mình có bảo hành cho khách như thế nào? Như chị Uli biết không? Phẫu thuật gọt xương của mình là nó sẽ có hiệu quả là vĩnh cửu, tức là một lần là sẽ hiệu quả suốt đời. Còn nghe bây giờ gọt xương hàm, xương hàm hết luôn, xương hàm ở đây thôi, gọt đây thôi. Sát cách thức chúng tôi mình ở đây 7 triệu won. 7 triệu won là khoảng 140 triệu. 140 triệu. 140 triệu. Em ví dụ như là về sửa mũi đi, sửa mũi lần đầu và bao nhiêu là lần thứ hai, như tại vì thực ra người Việt Nam người ta quan tâm về sửa mũi rất là nhiều. Đúng, em xuất sản phẩm xin có bảo hành hay không? Thì bổ trưng ở tức kỳ đến 5 đến 10 triệu won á. 5 đến 10 triệu là từ 100 đến 200 triệu. Đúng rồi, đúng rồi. Thì nếu mà em thấy ví dụ như là khi bà làm mũi xong thì bên em có bảo hành cho khách hay không? Thường là làm mũi thì là bệnh viện em sau khi phẫu thuật là sẽ có cái chế độ bảo hành rất là cao. Tức là mình phẫu thuật xong á, ở đây là bệnh viện lớn, không phải là những cái clinic nhỏ. Nên là mình phẫu thuật xong thì mình có thể gửi hình ảnh như thế nào là sẽ có nguyên một cái đội ngũ là trực cái online cho những người đã phẫu thuật xong đó.
Thì là ví dụ như là mình có vấn đề gì hay là mình chỉ đơn giản là mình thắc mắc quá trình hồi phục của mình như vậy là có ok hay không, thì là sẽ gửi hình qua bên viện em từ đấy đến 6 tháng hay là trên 6 tháng cũng được. Bây giờ mình là khách hàng của bệnh viện rồi thì tất nhiên bệnh viện sẽ chăm sóc cho mình. Nói chung là dịch vụ bảo hành ở đây rất là tốt nhưng mà mọi người tại khi mà sửa xong thì người ta sẽ tư vấn cho mình các bước hồi phục của mình và sau đó có thể là tư vấn cho mình các quá trình nếu mà mình có thắc mắc gì trong suốt quá trình mà hồi phục. Dạ đúng rồi. À. Thì em anh hỏi cho em cái cầm đi. Ví dụ như là nếu em làm cầm nữa được không? À, ví dụ như là cô kia có làm cầm được không? Nhìn nghiêng qua. Đã làm gì? Vì... Cái cầm của mình. Seven. Seven times. Chín. Seven times. Oh, but I want to eat more sleep. Muốn mua lát xương béo luôn. Thì cọc xương rồi nhưng mà cần sửa. Cần sửa lại lần thứ 8 không? Chưa, giờ tới bên chị. Đúng không? Sáng giờ Đỗ Long đã dắt mọi người đi đến tham quan được hai bệnh viện. Thì ở bệnh viện này Đỗ Long cũng đã đến tham quan các phòng về tư vấn là phòng tim filler. Thì Đỗ Long cảm thấy là cơ sở vật chất ở đây rất là tốt. Và thực ra ở Việt Nam á, các khách hàng của Đỗ Long hoặc là bạn bè Đỗ Long có nhu cầu thẩm mỹ rất là nhiều. Nhưng mà ở Việt Nam thì không biết đi đâu, đúng không Ly? Nói chung là những cái có thì... tiền cũng không biết làm vô chỗ nào cho nó đi. Đúng rồi, với lại thực sự thì kinh nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ 10 năm nay theo kinh nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ 10 năm nay em đã sửa rất là nhiều cái bệnh viện ở Việt Nam rồi. Nhưng mà mọi người cũng biết cái câu chuyện của em rồi. Cho tới khi mà em qua Hàn Quốc, thẩm mỹ ở Hàn Quốc thì em mới thành công. Cho nên đó mọi người đừng có tiếc tiền. Tại vì cái giá của Hàn Quốc và cái giá ở Việt Nam nó không thể nào so sánh với nhau được. Bác sĩ ở Hàn Quốc với lại bác sĩ Việt Nam thì cũng không có thể nào so sánh với nhau được. Cho nên đó mọi người chỉ cần bỏ tiền một lần thôi mà mọi người thành công cả một đời. Với lại thực sự là mọi người phải biết được một cái trọng điểm, đó là thật sự là mình muốn cái nét đẹp của mình như thế nào. Tại vì mỗi người có một cái nét đẹp khác nhau. Mà khi mà mọi người sửa xong á thì ai cũng muốn đẹp hết. Nhưng mà trong mắt mình thì đẹp, nhưng mà trong mắt người khác đâu đẹp đâu. Với lại em nghe một cái lưu ý á, là khi mà mọi người sửa mình phải biết rõ về cái khuyết điểm trên cơ thể của mình. Như là cái mặt của mình, cái giống mũi hợp với mũi nào, chứ không phải mình vô mình đưa giám sĩ nào bác sĩ ơi làm cho đẹp. Tại vì và quan trọng một điều nữa là mọi người phải có một người bạn thật tình. Giống như là Đỗ Long á, khi mà Ly sửa bị hư á, ổng liên tục chửi Ly và ổng nói là trời ơi Ly ơi mặt em giống như là một con chim bồ đông á, sao mà ổng đổi hình quá, trời ơi cảm thấy rất là kiểu như trời ơi sao mà ổng tát mình quá đấy, thật là mạnh như vậy. Nhưng mà thật sự những cái nhờ những cái lời nói như vậy mà Ly mới tìm qua đây. Tại vì hồi trước á Ly cứ bị ảo lắm, Ly cứ nghĩ là đẹp rồi. Tại vì chiều hôm nay cũng đã xong rồi, giờ tối nay tôi cũng nhậu. Không sai không giờ. Bây giờ em đang rất là đói luôn, hay là bây giờ nhậu luôn từ bây giờ? Đúng, đi ăn xong rồi đi nhậu. Thôi đi anh, nhưng mà anh mời đúng không? Em đó, không có từ nhậu. Ồ, tôi kỹ đấy. 2000 years later. Sau khi đã đi một tour các bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc thì bây giờ tối nay nhóm cô Đông sẽ quyết định đi nhậu. Đi nhậu. Soju chu là quốc phụ của Hàn Quốc và được uống trong tất cả mọi sự kiện của Hàn Quốc, từ bình dân cho đến sang trọng. Hôm nay thì Đỗ Long sẽ khui rượu soju chu. Đây, uống coi. Theo ly em phải uống coi. Cũng ly coi. Mặc dù là bình thường em cũng là một bồm rượu. Em muốn nó uống gì? Tức là em thích uống rồi rượu mắc tiền, ý là em đang sang á hả? Nani? Hàn Quốc có một nét đặc trưng, đó là con gái Hàn Quốc từ già tới trẻ uống rượu rất là giỏi. Vì Đông có những bạn có uống rượu kinh khủng khiếp luôn. Nhưng mà có một điều đặc biệt là
Keo Ly, không phải là người Hàn Quốc như Lily nhưng mà cũng uống rượu rất là ghê, sinh ra để uống rượu. Em chỉ là uống rượu thôi chứ không phải sinh ra để uống rượu. Bây giờ mình sẽ chơi trò với tụi mình, ai mua đủ hết một ly. Một ly, ok. Rồi, đó. Rồi, rồi, rồi anh Lê về uống đó. Ủa em uống rồi, em uống hả? Chuyện ba người nghe mày xét chuyện ba người chưa? Chuyện ba người mày, em là người thứ ba đó, uống đi. 1, 2, 3. Rồi uống đi. Rồi hãy uống một ly đầy. Một ly đầy, một ly đầy, một ly đầy, một ly đầy. Rồi không, em hãy uống hết ly này rồi, bye bye nha, không, tụi anh ăn đi. Đúng. Kêu ly là nữ hoàng say xỉn. Mọi người ơi, mọi người ơi, bây giờ nãy giờ Đỗ Long bị gài 40 ly. Ê, mọi người ơi, mọi người ơi, nãy giờ Đỗ Long đã ăn nãy giờ luôn, ly thề luôn. Bây giờ là Đỗ Long đã xỉn rồi, không thể nói được nữa. Mọi người đừng bao giờ mà xỉn nha. Hãy nhấn like và subscribe kênh YouTube đó. Tại vì á, quỷ Đỗ Long á, uống anh chê. Quỷ á, quỷ uống nước, rửa cháy. Đỗ Long chưa thấy, chưa thấy những đứa con gái cho bà uống rượu như thế này. Đỗ Long đứng chạy lên, bye bye mọi người, nhớ nhấn like và subscribe kênh YouTube đó nha. Và nhớ không bao giờ mà yên tâm nhấn like và subscribe kênh YouTube đó nha. Không bao giờ mình đi nhậu với Đỗ Long nữa nha. Bye.